Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay giới thiệu tiếp cho anh em xem cái khuôn đổ bên mình. Đây, phương thức làm rất nhanh, đổ chì vào, gạt ra, mở ra, đây có kẹo, thấy chưa? Đấy, mình sẽ test hết cái lô này cho anh em xem luôn, xem cái nào được hay không được. Làm này nhanh gọn, đấy, kẹp vào mở ra đổ. Đây cái viên này đang bị lỗi mất một hai viên. Đấy, khuôn tại vì khuôn mới lấy về để mấy hôm nó han rỉ luôn, khuôn vừa lấy về nên là bây giờ mình test cái nào ok thì em sẽ gửi cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình số điện thoại 0963793736. Gọi bên số mình nào đây. Yeah. Rất đều, rất đẹp. Test hết luôn rồi cho anh em kiểm tra chất lượng. Con đổ làm rất nhanh nhé, rất tiện. Đây khuôn đóng bên em cũng có cung cấp hết tất cả các loại khuôn anh em chơi, anh em mà làm kẹo để bán. Anh em là có nhu cầu liên hệ đấy. Đấy, cái mặt hàng này thì em COD nhá, chuyển phát nhanh. Anh em nào đặt hàng này chỉ 3-4 hôm là nhận được hàng thôi. 6 viên là như 6 viên luôn. 6 viên thì 1, 6 viên thì 6 viên. Thấy chưa? Bên này đang bị nhanh lỗi. Đấy, lỗi bớt viên này. Rồi. Được kiểu rất nhiều. Cho anh em kìa. Đấy, cho anh em kiểm tra chất lượng luôn kẹo đây. Dạ. Váy dày nhá. Đó. Đấy. Viên kẹo nó đầu nó hơi thừa bởi vì đầu liệu vào. Đấy, xung quanh viên kẹo đây bởi vì là vừa mới lấy về xong chưa làm vệ sinh được thì độ kẹo nó bóng, nó chưa được bóng lắm. Nhưng mà cái ba via xung quanh của nó là không có đâu anh em nhé. Đấy. Nhìn ba via này không có đâu. Chợ. Đây là số điện thoại bên em. Đấy. Em nào có nhu cầu đặt khuôn thì liên hệ cho em. Đấy. Chợ. Kẹo rất bóng luôn. Đổ một lần là 6 viên làm rất nhanh. Đây là cái khuôn đóng, kẹo đóng 10 viên. Anh em nào thích loại khuôn nào hay thích cái loại kẹo nào thì lên đây em đặt số điện thoại 0963793736 để đặt hàng đặt khuôn đặt kẹo. Đóng này thì nó thao tác nó hơi mất thời gian hơn một tí nhưng mà kẹo nó rất chuẩn, đẹp. Gạt ra cái là ra váy này, váy rất đẹp. Alo. Nói gì đấy? Ở trên cầm đâu vẫn ở đấy mà, cầm đâu? Chắc là mình hôm qua mình mang ở nhà thôi, không ở nhà ấy. Miếng kẹo đóng đây. Đấy, anh em nhìn này. Thấy không? Đấy. Cái sần xì này tí thì đi phát hết luôn này. Đấy. Không ảnh hưởng, cái kẹo rất đẹp đấy chị ạ. Đầu này nó mình có thể xử lý được luôn, hết luôn. Đấy, đây là kẹo đóng, cái là kẹo đúc nhé. Thì bên em cung cấp hết tất cả. Anh em là có nhu cầu về bất cứ sản phẩm gì thì liên hệ cho em số điện thoại vừa cho ấy, 0963 793736, được chưa? Đấy, để đặt kẹo, đặt khuôn. Đây mình tự làm, mình tự chơi anh em này. Mà chơi nhiều ấy thì lên đặt một cái khuôn về để mình tự làm, tự chơi thì nó rẻ mà nó được lâu, được chưa? Đấy, rất đều, váy sâu. Rồi, chào toàn thể anh em nhé.